IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đi chóng mặt cho chết. Bà này cái giọng bà điều khiển không xong. Điều khiển sao? Giang nghĩ sao? Hát dở banh nhà lòng. Em thấy bạn này dễ thương thôi à, nhưng mà chắc là giọng hát không có hay đâu à. Có khi bà Ngân bà buộc cô bé phải làm như vậy để đánh lừa cái cảm giác của chúng ta. Ê IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình.